Hello, chào mọi người. Thế là dịp Giáng sinh đã tới rồi ha. Chúc mọi người có một cái đêm Giáng sinh thật là ấm áp. Và kế tiếp thì không thể nào thiếu đó là một cái Happy New Year, một cái năm mới thiệt là hoàn hảo, bù cho cái Covid năm 2021-2020 vừa rồi quá tệ. Nhưng mà tại vì hiện tại cuối cùng thì tình yêu với xe của tất cả những anh em biker chúng ta vẫn là bất diệt. Giống như chiếc Ducati này đây, vẫn là một tình yêu bất diệt. Mặc dù hiện giờ kỹ sư hẻm nợ nần thiếu tiền rất là nhiều, không có tiền để chi trả mọi thứ vì đua xe mà, đợi đua mà, nói chung là rất là nhiều chi phí. Nhưng mà không bao giờ bán đứng người bạn của chính mình. Đó là phương châm của mình đối với anh em cũng như đối với những chiếc xe yêu dấu. Chiếc xe đã được mình mua từ chính hãng, mua mới và nâng trứng hứng như hoa. Đó, tới bây giờ thì đây là một con Ducati Panigale 899. Xin nhắc lại, nó là 899. Thì cái bản này mình mua hồi năm 2014-2015. Nó là bản xe Thái Lan. Thì khi mà mình đưa về, mình đã qua rất là nhiều version. Và đây là cái version cuối cùng của cái công đoạn làm xe của mình. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy một số điểm khác biệt. Vì bảo đảm các bạn nhìn vô, các bạn không thể nào nhận ra đó là một con 899 được, vì mình đã thay thế rất là nhiều. Thì đầu tiên phải nói đó chính là cái dàn đầu đây. Đây là dàn đầu Ducati của 1299 mà bản S nha. Vì sao nó là bản S, nó khác với bản thường gì? Bởi vì với 1299 bản S thì toàn bộ cái chóa đèn nó là full đèn LED hết rồi. Còn 1299 bản thường, bản base nó vẫn là đèn halogen bóng bình thường thôi. Và với bản S thì bảo đảm là nó dĩ nhiên nó sẽ nhẹ hơn và nó phản xạ ánh sáng nhanh hơn. Nhưng mà theo như mình cảm nhận thì ánh sáng nó cũng ở mức good, đèn LED mà. Nói chung là đi theo xe ở năm 2017-2018 của cái đầu 1299 thì có vẻ là ok rồi, như vậy là quá ok rồi. Sau đó là mình đã vào cho nó nguyên một bộ cánh gió bước chính hãng, để lâu quá cái bụi bám rồi tẩy chưa có ra nè, mình mới rửa sơ một lần thôi. Thì cái bộ cánh gió bước này gắn vào là thiết kế dành riêng cho nó luôn đó. Rồi kế tiếp không thể nào thiếu một cái dè carbon ha. Rồi và cái điều đặc biệt nhất đó chính là cái phần màu sắc của nó. Màu sắc của nó là bảo đảm là một độc nhất không hai trên toàn thế giới. Bảo đảm trên toàn thế giới luôn. Mình đặt thủ công vẽ bằng tay tỉ mỉ từng chút một. Trong quá trình là khoảng 6 tháng thực hiện thì mới hoàn thành. Và cái bản này á, mình phải cực kỳ cưng nó. Tại vì chỉ cần một vết trầy thôi là rất là khó sơn dặm. Tại vì nó là vẽ tay mà sau khi vẽ tay nó phủ lên. Hiện giờ mình đã có phủ cho nó một cái lớp bảo vệ, đó là một lớp keo. Mà keo đó gọi là keo gì ta, keo mà hiện giờ người ta hay dán điện thoại á, không phải là keo trong bình thường. Nó là loại keo chống chày, dao cắt là rất là khó đứt. Đó, mình quên mất cái tên chuyên nghiệp của nó là gì để mình nhớ, mình bỏ trong video ha. Rồi, thì không thể nào thiếu thì lúc trước là mình đã vô cho nó một cặp phuộc Olin, đồ chơi full nhưng mà hết tiền. Thì mình không bán chiếc xe yêu dấu của mình mà mình chỉ bán đồ chơi mình lắp cho nó thôi. Thì nói chung là cũng ok. Sau khi bán có tiền rồi thì mình đã lắp lại cho nó một bộ phuộc của 1199, 1299 bản thường thôi. Là ok. Rồi cặp heo hồi xưa mình đi là con Brembo Niken, thì bây giờ mình đã quyết định là mình thay con heo tên là heo. 4 piston màu đen. Rồi cặp đĩa thì bảo đảm là một cặp đĩa cũng rất là độc đáo. Đây là cặp đĩa Yanasuki của Nhật Bản. Cặp đĩa này chạy tiếng nghe nó tấp 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 mắc cười lắm. Rồi cặp mâm của nó là toàn bộ, đây là cặp mâm CNC ha. Nó là mâm CNC luôn. Mình để phủ bụi lâu quá, mình chưa có tẩy ra nên cái màu CNC nó có vẻ nó hơi xuống. Nhưng mà không sao, khi mình có thời gian mình sẽ rửa chi tiết toàn bộ lại cho nó sao. Nó đã nằm khá ư là lâu rồi đó. Nó đây là cặp mâm của con Ducati Divo, mà bản mâm CNC, bản cao nhất ở cái thời điểm mà mình lắp cho nó. Rồi đi qua tới phía bên đây thì không thể nào thiếu là một cái bộ nắp nồi. Thì thường cái mẫu xe 899 hồi xưa khi mà nó sản xuất ra, cái nắp này nó là nắp liền nguyên khói, nó không có cho phép mình thay vào. Thì ai mà muốn chạy 899 mà muốn mà gắn nắp nồi trong suốt á, thì bắt buộc là phải mua cái đế của bản 1199 hoặc là của 959 lắp vào, rồi bắt đầu mới lắp thêm bộ này vào. Thì mọi người có thể nhìn thấy là hiện giờ nó đang bị hấp hơi, nhưng mà không sao cả. Khi mà chạy nóng á thì dĩ nhiên trong máy lúc nào nó cũng có sẽ hơi, thì nó sẽ hấp hơi lên này tí xíu, nhưng mà khi mình chạy một thời gian lát nữa nó sẽ trong veo lại thôi, chứ không có gì cả. Có nhiều bạn lúc đầu mới lắp vô thấy nó có vẻ có hơi lên rồi sợ tháo ra chùi, mà càng tháo càng chùi không khí nó vô nó càng bị, cứ để yên vậy chạy một hai lần là nó hết luôn. Còn cái này do xe mình để lâu quá rồi nên sau khi mình mới thay nhớt, mình chăm nhớt mới thì nó mới bị như thế này, chứ còn chạy một hai lần nữa là hết. Rồi một cái điều đặc biệt nữa đó chính là bộ cổ bô titan này cũng là độc quyền và độc nhất trên thế giới luôn.
là do mình tự thiết kế toàn bộ cái đường hơi của nó đi từ phía máy trước đi vòng lên máy sau, nên bảo đảm đây là một cái thiết kế độc quyền và cho ra cái âm thanh cực kỳ là sống động đó, thật là tuyệt vời. Rồi phía đằng sau đây là cũng là cái mâm Divo ha, mọi người sẽ nói là vì sao chúng ta có thể gắn được cái bảng mâm Divo vào trong xe này, thì dĩ nhiên với kỹ sư hẻm thì không có gì là khó có thể. Thì việc mà gắn bánh bự không chỉ đơn thuần là lấy cái mâm bắt vô, thì bạn mua cái mâm bản bự bạn bắt vô cái xe Ducati một góc nào á thì nó bắt vô cũng vừa hết á, nhưng mà quan trọng nó sẽ bị lệch qua bên kia. Thì với cái chuyện lệch đó mình đã xử lý, mình phải xử lý lại trên cái góc này để mình dời cái vị trí nó cho nó vào ngay giữa, có nghĩa là cái góc này nó sẽ đi xích qua phía bên trái đây nhiều hơn đó, thì nó sẽ canh qua góc ngay giữa và mình sẽ xử lý cái phần mà là trọng tâm của nó, và bằng cách là xử lý phần gia cố bên kia thêm. Rồi thì dĩ nhiên với bảng 899 nó là một cái bảng xe gấp đôi bình thường thôi, nhưng mà mình muốn cho nó thiệt là ngầu, thiệt là đẹp, tại vì Ducati cơ bản bản chất của Ducati nhìn vô nhất định phải là một gấp thì mới là đẹp, chứ còn mà xe gấp đôi thì nó sẽ không có gì mà gọi là quá hấp dẫn đó, nên mình đã quyết định là vào bộ một gấp này. Thì hiện giờ cái bộ một gấp này và kèm những cái nắp nồi, những cái phụ kiện của con 899 này ở nhà mình rất là nhiều, tại vì mình sưu tầm đó mà, bên nên rất là nhiều anh em mà thích thú khi mà mua những cái bảng 899 hay là 959 mà tới mình để mình lên, thì mình lên rất là nhiều, gần như là mình lên đó vài chục bộ cho toàn bộ xe ở Việt Nam này, cái bộ gấp 1199, 1299 này. Rồi đi kèm cho nó là một cái bộ bắt phuộc đồ chơi của Ducati và cái thanh tăng giảm chiều cao Seto Racing. Thì với con Ducati thì đa phần các Ducati nó sẽ có cái phần cái thanh này, thì ở cái thanh này chúng ta có thể tăng giảm chiều cao là bằng cách thu ngắn hoặc dài ra, cái này càng ngắn lại thì sẽ lùn xuống, dài ra thì sẽ cao lên. Bởi vậy nên mình có thể set up là xe cho người từ 1,5m, 1,6m hay là tới cả 1,8m, 2,9m thì chạy đều được, chỉ bằng việc tháo ốc ra và gắn lên thôi. Rồi một số đồ chơi như là carbon dè, ốp carbon gấp đó, hoặc là những cái cần số đồ chơi của Ducati. Rồi không thể nào thiếu một cái trợ côn của CNC Racing đồ chơi. Zin thì cơ bản là Ducati 899 nó đã có quick ship sẵn rồi ha, quick ship một chiều thôi, trang bị thêm cho nó một cái phục TTX Olin phía đằng sau đập thùng luôn. Rồi một những cái món carbon đây là, rồi một cái điều rất là quan trọng nữa ngoài cái việc nguyên cái cổ bô đây, thì đây chính là cái phần đuôi mà các bạn có thể chú ý. Đây là phần yên nha, từ khúc này trở đi đây là phần sườn đuôi của con V4 đời mới nhất. Khi mà nó vừa mới ra bản đó mình đã có nguyên bộ sườn đuôi này rồi đó. Mình là con xe Ducati cũng là duy nhất ở Việt Nam mà đã lên cái dàn đuôi V4 này, những con 89 đầu tiên. Rồi các bạn có thể lên ha, vì nó là lên nguyên một bộ full của con V4 luôn, nên nó rất là an toàn và vững chắc. Mình bắt hết toàn bộ vào, có những ốp carbon chi tiết vào nguyên cái dàn đuôi mình hay mới luôn đó. Các bạn có thể ra phía sau đuôi ha, nó là của mẫu V4 đời mới nhất luôn. Và hiển nhiên nếu mình muốn, mình vẫn có thể bỏ tiền ra để mình nâng cấp tiếp thêm cái phần dàn áo phía đằng trước này lên bản V4 mà nó bắt theo chính xác luôn. Tại vì hiện giờ Ducati nó đã ra cái mẫu Ducati V4, à, V2, nhưng mà mẫu của V4 có nghĩa là vẫn sử dụng lại cái động cơ này y như cũ, toàn bộ khung sườn các thứ, chỉ thay phần dàn áo đuôi, sườn đuôi, rồi còn lại dàn áo toàn bộ khung sườn là lấy phần như zin, nó chỉ thay thiết kế là bắt vào thôi. Mình có thể thay được, nhưng mà cái dàn áo này hiện giờ cái cơ sở sơn á, nó đã chính thức là nghỉ, không làm nữa. Vì thế nên không còn cơ hội để mà có thể sơn lại dàn áo nữa, nên mình quyết định là mình chấm dứt nó từ đây luôn. Đó, rồi những cái linh tinh giống như là cái phần xi nhan tích hợp ở đây. Đó, xi nhan tích hợp. Rồi thay cho nó một cây trợ lực Hyper Pro, một cái cùm côn Rambo RCS 14, 16, rồi một cái cùm Kosakota 19. Rồi không thể nào thiếu những cái nhỏ linh tinh như là cái ống nước giải nhiệt Samco các kiểu. Thì huyên thuyên hoài, thì bây giờ sẽ tới là cái phần mà nổ máy cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy cho mọi người xem. Hiện giờ chiếc xe của mình để mình xem ha, từ lúc mình mua tới bây giờ, hiện giờ mình đã chạy, à cái đồng hồ này mình do hồi xưa mình bán cho khách, mình thay cái đồng hồ khác vô nên bây giờ nó báo đồng hồ ảo lắm. Đó, hồi xưa mình chạy mình mới có 13.000 mấy à. Tại vì cái nguyên tắc cơ bản của mình là khách cần cái gì là mình tháo bán cái đó, rồi sau đó mình mua cái khác, giờ mình bắt vô sao. Đó, với Ducati thì chiếc xe của mình khi mà nổ tại chỗ thì nó có ra rất là nhiều cái âm thanh đặc trưng của Ducati, như là một tiếng xào của cục máy. Cục máy Ducati cơ bản nó rất là xào, rào. Với một cái nồi hay trong suốt này thì nó kêu còn lớn hơn nữa bình zin, tại vì zin nó có cái lớp chặt. Và bây giờ nó sẽ kêu rất là nhiều thứ tiếng, tiếng động cơ, tiếng nồi, bắt đầu cả tiếng bô nữa. Tôi đang có vẻ là hơi lùng bùng lỗ tai luôn, với cái âm thanh này nó hơi khó chịu với tôi á. Đó,
thử cho mấy bạn coi ha. Nó rất là mạnh, mặc dù mình là bánh lớn rồi, rất là mạnh. Cực kỳ mạnh, không cần biết bánh lớn hay sao, với 900 phần khói thì chỉ cần hơi nhẹ nhẹ là bánh nó đã xoáy rồi, nó không có độ bám và nó trượt tới. Thì một phần nữa là do đây là cái mặt sơn, chứ bình thường là mặt nhựa thì nó sẽ có nguy cơ là nó dở đầu và nó chạy đó, nhưng mà ở đây là một cái mặt sơn xi măng, nó cũng khá là bụi nên nó chỉ là trượt chạy tới thôi, nhìn rất là ảo tung chảo ha. Cái cảnh đó mình sẽ slow motion lại cho các bạn nghe bây giờ để bạn coi cho nó ảo mâm quay rất là đã. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và một cái năm mới 2022 thật là hoàn hảo. Happy New Year, Merry Christmas. Mọi người hãy ủng hộ kênh của Kỳ Sĩ Hẻm, hãy like, share và subscribe kênh của Kỳ Sĩ Hẻm nhé. Cảm ơn mọi người.